đây mới là quý ông này. Chào anh Trung, chào khán giả bí mật Vipit. Công Phát đây. Hôm nay đi ủng hộ ai? Trong dàn thí sinh hình như Phát quen hết gần hơn nữa rồi. Nên thì tới đây ủng hộ cho tất cả mọi người luôn. Thì hy vọng ai chiến thắng cũng sẽ là trở thành một cái người quý ông hoàn hảo nhất, và mang đến những giá trị tích cực trong cuộc sống, cũng như là mang những giá trị cho nghệ thuật. Nhưng mà không có một cái tên đặc biệt nào à? Không phải thân nhất với ai chứ. Phát hả? Theo Phát đánh giá chắc anh mình khác quá. Bố sẽ mình khác hả? Anh mình khác ok đó. Ở ngoài đời như nè, mình khác ngoài đời nè. Thì Phát có làm việc chung anh mình khác vài lần rồi. Thì mình khác hòa đồng, dễ thương, với lại chuyên nghiệp. Nói chung là sau những lần gặp thì em thấy anh mình khác ok, xứng đáng cho vị bán quân. Nếu mà năm sau tổ chức nữa, Công Phát đi thi không? Công Phát còn mùa 2 à? Anh Trung tài trợ truyền thông thì em đi nha. Nhớ nha, hứa đi. Ok rồi. Đợi, đây quý sau. Ông Hoàn Mỹ mùa 2 đây, quán quân nha. Dạ. Đến nam em đi cổ vũ nam em đi. Nam em đang tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thế giới đó. Thì Miss World Việt Nam. Chuẩn bị thi nước ngoài hả? Không, đang thi trong nước à. Nhưng mà sao nam em nghe dừng lại rồi? Đâu có dừng lại đi đâu. Ok. Không có dừng, bây giờ gửi lời chúc đi nè, Công Phát gửi đi nè. Miss World 2020 đúng không? 2022 đúng không? Miss World Việt Nam 2022. Thì gửi lời chúc đến nam em đang tham dự Miss World 2020. Gửi đàng hoàng, gửi lời đàng hoàng nè, Công Phát gửi lời chứ. Ok. Nào. Thông qua bí mật Vipit thì Công Phát xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nam em đang tham gia Miss World 2022. Một lời chúc tốt đẹp và chúc nam em sẽ giành chiến thắng và đạt những thứ hạng cao nhất, và cũng mang những giá trị cao cho mọi người, và thể hiện tốt nhất những gì khả năng mà nam em có được. Phát hy vọng là nam em sẽ chiến thắng. Okay. Cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vipit. Chúc các bạn những ngày tốt lành.